tình hình của công ty của Cường Đô La sau khi mà bị yêu cầu, bị buộc chứ không phải, bị buộc trả lại 2.000 mấy trăm tỷ đó, thì hiện nay rất là căng bà con này. Không chỉ căng bởi cái chuyện đó mà căng bởi cái tình hình tài chính đã, chứ còn mà trả 2.800 tỷ đó thì chưa có trả nha bà con, chưa có tiền trả, với lại đang còn kháng cáo. Nhưng mà bà con xem này này, à vấn đề là nó là cực kỳ căng đây 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 đây. Quốc Cường Gia Lai không thu nổi 1 tỷ đồng lợi nhuận, mượn hàng trăm tỷ từ chủ tịch, tổng giám đốc và nhiều cổ đông, thấy không? Đó, chủ chưa mượn kiểu này, nhân viên ở trong đó, vô làm ở trong đó rồi cũng bị mượn rồi cũng chết nữa luôn đấy chứ, phải không? Đấy, một doanh nghiệp khá đặc biệt khi hoạt động kinh doanh phụ thuộc nhiều vào nguồn tiền vay từ gia đình, chủ tịch, tổng giám đốc và các bên liên quan. À đấy, công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 2024, theo đó doanh thu thuần giảm 76,6% so với cùng kỳ, thu về vỏn vẹn có 38,7 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gốc chỉ ghi nhận gần 6 tỷ đồng. À, bây giờ mà khi mà nhà nước mạnh tay với là các cái doanh nghiệp mà làm mà giao thông cầu đường này, là kinh doanh các cái khu dân cư này kia kìa nọ đấy, à, thì những cái cách làm như trước đây, kiểu làm như là làm của Trương Mỹ Lan đó, là không còn nữa. Đó. Và rồi những cái doanh nghiệp khác, tôi chưa nói là làm đúng hay sai, nhưng mà rồi cũng phải là bị ảnh hưởng đó, để dần dần cái thị trường nó tốt lên, thấy không? Thì chỉ còn những cái doanh nghiệp mà thực sự là làm ăn là ok thôi nha bà con. Đây đây đây, doanh thu hoạt động tài chính ở mức 6,4 tỷ đồng, trong khi chi phí lên đến 9 tỷ đồng. À, nói chung một cái doanh nghiệp mà cỡ như Quốc Cường Gia Lai thế này mà doanh thu tài chính 6,4 tỷ đồng thì phải nói rằng là quá yếu, thấy không? Trong đó toàn bộ là chi phí lãi vay đó, chi phí bán hàng giảm mạnh từ 1,5 tỷ đồng xuống 321,6 triệu đồng, chi phí bán hàng quá thấp, chi phí quản lý giảm nhẹ xuống 3,4 tỷ đồng. Kết quả 3 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận trước thuế đạt gần 872 triệu đồng. Ui giời ơi, thế này thì thôi. Theo giải trình, doanh thu và lợi nhuận quý 1 2024 giảm sụt do thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn, thủ tục pháp lý dự án còn chồng chéo, vẫn đang trong quá trình góp ý sửa đổi để hoàn thiện, nên thủ tục triển khai các dự án đều không được giải quyết. Do đó doanh thu và lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Thật ra đây thì đối với một số công ty thôi. À, thì là do thị trường ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, nhưng mà nhiều công ty khác, tôi nói những cái dự án của họ đẹp đó, thì nó không phụ thuộc, nó không không phụ thuộc nhiều à vào cái thị trường bất động sản đóng băng đâu, bởi vì họ thoát ra khỏi cái tình trạng mà sốt sốt nhà đất. À, kinh doanh là phải như thế. Tại 31 tháng 3 2024, quy mô tài sản của Quốc Cường Gia Lai ở mức 9.515 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền tăng nhẹ lên 29,6 tỷ đồng, phải thu khách hàng ngắn hạn 36,6% lên 388 tỷ đồng. Nói tóm lại là tài sản hiện nay khoảng 10.000 tỷ ấy, phải không? À 1.000 tỷ chứ, à 9 à, 9.000 tỷ, 9.500 tỷ, gần 10.000 tỷ. Rồi. Về nguồn vốn, nợ phải trả giảm nhẹ xuống
5.000 tỷ, như vậy nợ phải trả là 5.000 tỷ. Trên kia tổng tài sản là gần 10.000 tỷ, ta nói tròn tròn vậy thôi. 10.000 hay 9.000 rưỡi? 9.000 rưỡi tỷ. Mà nợ phải trả là 5.000 rưỡi tỷ. Trong đó phần nợ ngắn hạn là 4.900 tỷ. À, nợ ngắn hạn này mới mệt đó. Đó là chưa kể còn phải trả cho bà Lan là 2.800 tỷ nữa. Tổng nợ vay ở mức 4.562 tỷ. Đó. Tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó bao gồm 2.883 tỷ đồng nhận tiền từ Sunny cho dự án Phước Kiển. À, nó nằm trong đó rồi. Được biết số tiền này liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Pháp vừa được hội đồng xét xử đề nghị doanh nghiệp trả lại cho Trương Mỹ Lan để khắc phục sự cố. Như vậy còn 5.000 tỷ. Còn 5.000 tỷ. Còn 5.000 tỷ mà đây là tiền của nhiều cổ đông ở trong đây ha. Đặc biệt, điểm đặc biệt của Quốc Cường Gia Lai so với nhiều doanh nghiệp bất động sản khác là công ty nợ ngân hàng rất ít. Tại thời điểm cuối quý 1 2024, Quốc Cường Gia Lai vay ngắn hạn ngân hàng Liên doanh Việt Nga chi nhánh Đà Nẵng 106,8 tỷ đồng. Nói tóm lại là tài sản thì vẫn có khoảng độ 5.000 tỷ đồng. Đó. Nhưng mà cái tài sản mà gọi là bất động sản này đó thì chưa biết là thế nào. Tôi thì tôi cũng có hiểu biết một chút xíu về kinh doanh bất động sản, có nghĩa rằng cái tài sản của anh đó, nhưng mà khi anh nợ ngân hàng một phân nữa mà nợ mà lâu ngày quá mà không trả được thì cái lãi nó lên rất là nhanh. Ở đây nợ mà nợ 4.000 tỷ thì lãi dữ lắm nha. À, nợ mà đến chiếm đến là gần 50% vốn ấy, thì là cũng hơi tổng tài sản ấy, thì cũng không phải rằng là ghê lắm đâu nha. Đó. Đấy. Đó. Theo thuyết minh riêng nghiệp vụ các bên liên quan cho thấy Quốc Cường Gia Lai mượn của ông Lầu Đức Duy gần 71 tỷ, mượn của bà Nguyễn Thị Như Loan hơn 78 tỷ, mượn ông Lại Thế Hà 18,2 tỷ, mượn bà Lại Thị Hoàng Yến hơn 9 tỷ và bà Nguyễn Ngọc Huyền My 700 triệu. Đây vốn là những cái tên quen thuộc cho Quốc Cường Gia Lai mượn tiền. Được biết bà Nguyễn Duy Thị Như Loan này thì bà con biết rồi, mẹ của Cường Gia Lai, à Cường Đô La. Lầu Đức Duy là con rể bà Loan. Nguyễn Ngọc Huyền My là con gái bà Loan. Lại Thế Hà là chủ tịch hội đồng quản trị. Còn bà Lại Thị Hoàng Yến là con của ông Lại Thế Hà. Đấy thì nói chung ra là cái tình hình thì báo nó viết là như thế chứ mình có biết đâu. Làm sao mà mình biết được mấy cái chuyện này, phải không? Đó. Tóm lại là gì? Thu không nổi 1 tỷ đồng hiện nay đó. À, căng đấy.